Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel. Mình là Minh Kha đây. Ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là chiếc laptop ThinkPad ThinkBook K4, hoặc cũng có thể là được xem như là ThinkBook K4 cũng được. Với cái chiếc laptop này thì hiện tại nó đang nằm ở một cái phân khúc giá vô cùng tốt với lại một cái chiếc laptop mới các bạn nhé. Chỉ dao động tầm khoảng là 17,8 triệu đồng thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video để cùng nhau tìm hiểu rằng em này có những cái gì đặc biệt các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói về mặt thiết kế của em này. Em này nó sẽ có một cái form thiết kế hơi nam tính một tí. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái mặt cắt rất là vuông vức và phẳng, chứ nó ít khi thấy được những cái đường bo cong trên cái chiếc laptop này. Và ở đây thì vỏ của nó được làm từ kim loại này, cho nên là sờ vào một phát là thấy ngay được cái cảm giác sang trọng và mát lạnh nếu như các bạn ngồi trong phòng điều hòa luôn. Về phần touchpad của em này thì nó có một cái kích thước vừa phải thôi. Và cái cảm giác rê cho con này thì nó đúng gu với mình rồi, tức là bề mặt trơn, láng. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái cảm giác vuốt hơi rít nhẹ để nó đảm bảo được một cái mức độ kiểm soát tốt. Thì đây nhìn chung rất ok, phản hồi nhạy rồi là không có gì để chê cả, về kể cả về mặt bàn phím cũng như là cái phần touchpad này. Đó, hành trình rút ngắn nó không phải là một cái vấn đề lớn đối với mình. Cảm giác gõ phím vẫn vô cùng tốt các bạn nhé. Phần camera webcam thì nó cũng sẽ có một cái cần gạt để giúp cho chúng ta có thể là bật tắt, che đậy đi cái phần camera này, tránh cái việc là theo dõi của những bên mà kiểu hacker cái thứ này kia đó, để mà truy cập vào cái dữ liệu của chúng ta, lấy thông tin cá nhân. Và ở đây thì nó còn có là một cái phần màn hình với kích thước là 14 inch, được tối ưu viền rất tốt. Viền của con này là vô cùng mỏng luôn các bạn nhé. Như một số dòng máy bây giờ mình thấy rằng là thường nó chỉ mỏng là hai cạnh bên và một cạnh trên thôi, cạnh dưới nó sẽ rất là dày, không là nhồi nhét cái logo vào thì cũng để cái webcam ở dưới, nên thành ra đây là một điểm vô cùng bất tiện. Thế nhưng mà đối với lại ThinkPad thì lại khác các bạn ạ. Họ đã trang bị, họ đã có một cái form thiết kế, những cái vị trí đặt về camera webcam, logo là nó đều vô cùng là hợp lý để giúp cho chúng ta có một trải nghiệm tốt hơn về mặt màn hình hoặc là về cái form dáng thiết kế bên ngoài. Nó vô cùng là tối giản luôn. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái màn hình IPS LCD này. Như mình đã nói, nó sẽ có 14 inch và độ phân giải sẽ là Full HD. Điểm mà mình thấy hơi hạn chế của chiếc laptop này đó chính là độ sáng của nó dưới 300 nits. Nên là khi các bạn dùng ngoài trời thì các bạn nên cân nhắc kỹ về cái vấn đề đó, chính là nó đôi khi nó hơi bị lóa nhẹ đó, tức là nó sẽ không nhìn rõ ngoài trời đó. Nếu như các bạn mang ra ngoài trời hoặc là đi cà phê cái thứ này kia, những cái không gian mở có nhiều ánh sáng ấy, thì nó sẽ là hơi bất tiện trong cái quá trình mà chúng ta nhìn như thế. Hiệu năng sẽ là một cái thông số mình nghĩ rằng là rất ổn trong phân khúc giá này với con chip Core i5 thế hệ 11. Với con chip Core i5-1135G7 này thì nó là thuộc cái dòng tiết kiệm điện năng. Hiệu năng nó sẽ là ở cái ngưỡng gọi là ổn thôi, chứ nó sẽ không giống như là dòng chip H. Nó giống như là dòng chip U vậy các bạn ạ. Đấy, đối với lại cái dòng mà có cái hậu tố cờ ở đây là nó giống như là dòng chip U vậy, thiên hướng là tiết kiệm điện năng. Và với một cái khoảng hiệu năng như thế, cùng với việc là nó được tiết kiệm hiệu năng, thì con này nó có thể sử dụng dao động tầm khoảng là từ 5 đến 6 giờ. Đó là những cái tác vụ mà văn phòng cơ bản. Với một cái chiếc laptop như thế này thì về mặt trải nghiệm chơi game, nếu như mà chúng ta muốn giải trí đi, đặc biệt là cái tựa game phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại là Liên Minh Huyền Thoại, thì mình thấy là nó nằm ở một cái mức khá là tốt các bạn nhé. Nó vẫn đáp ứng được. Tất nhiên là khi mà chúng ta chơi thì nó phải đánh đổi lại là quạt kêu hơi to, quạt tán nhiệt đó, rồi nó nóng nữa. Đấy, khung viền kim loại cho nên là cái việc mà truyền nhiệt nó lan nhanh và nó đều ấy, là nó sẽ khiến cho chúng ta hơi khó chịu khi mà chúng ta để lên cái phần chiếu nghỉ tay này. Trong video tiếp theo thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một phần test hiệu năng chi tiết hơn với lại cái chiếc laptop này các bạn nhé. Về phần RAM và SSD thì nó sẽ có là 8GB RAM và SSD là khoảng 256GB. Máy này là máy mới 100% và đang nằm ở cái phân khúc giá là khoảng 17,8 triệu đồng. Nói về bàn phím của em này thì mặc dù hành trình phím nó đã được rút ngắn đi, nó không còn giống như là những cái thế hệ tiền nhiệm nữa, mà thay vào đó thì cái hành trình bây giờ đây nó nông hơn. Nhưng mà mình vẫn thấy rằng là cái cảm giác gõ phím trên những dòng laptop ThinkPad nó vẫn rất tốt các bạn ạ. Ở đây là nó có cho chúng ta là một cái kích thước phím lớn này, cũng như là nó cũng không có hiện tượng flash luôn. Thì chúng ta ấn xuống thì nó sẽ thể hiện được rằng là một cái mức độ vô cùng là chắc chắn với cái phần chất liệu kim loại ở đây. Không có hiện tượng flash các bạn nhé, không có hiện tượng bị lún xuống khi mà chúng ta ấn phím. Đấy, thì đây là một điểm mà đánh giá rất cao. Con này cũng có cả miếng vân tay một chạm rất nhạy nữa, cũng là một trong những cái xu hướng bảo mật trong tương lai. Và xét ở trong cái phân khúc giá này thì rõ ràng là cái việc mà trang bị một cái cả miếng vân tay như thế này nó sẽ là một cái điểm gọi là điểm cộng lớn ở trong cái khúc giá này. Đấy, tầm khoảng 17 triệu thôi mà, hoặc là có thể là 18 triệu. Nhiều bạn báo rằng là con này là 17 triệu rưỡi hoặc là 17 triệu 8, mà cứ bảo là hơn 17 triệu, thì rõ ràng nó hơn 17 triệu chứ nó có đến 18 triệu đâu.
Đấy, nhưng mà nói thế thì cho nó kiểu là thiên hướng là hơi kích thích người nghe một tí thôi, chứ còn về cơ bản thì ai chả biết là nó tiệm cận với 18 triệu đúng không nào. Đấy, thì quay trở lại về cái phần loa của em này thì thấy ở đây là nó có để dòng chữ là by Harman, Harman chứ không phải là Cadden, tức là mình cũng không hiểu lắm về cái vấn đề này tại sao không thể thêm cái dòng chữ Cadden nữa. Nhưng mà cơ bản là về cái chất âm của con này nó nằm ở cái ngưỡng là đủ nghe trong điếc thôi chứ cũng không hẳn là quá hay. Điều mà mình thấy là hơi tiếc nuối với lại một cái dòng laptop ThinkPad. Trước đây thì mình có từng bảo rằng là xét ở trong cùng phân khúc giá thì thường loa ThinkPad nó sẽ là nhỉnh hơn một tí so với lại những hãng còn lại. Tuy nhiên thì đến cái chiếc laptop này thì mình chưa thấy được cái sự ấn tượng lắm. Âm lượng thì nó cũng chỉ đủ nghe trong một cái căn phòng dao động tầm khoảng là 20m² là cùng thôi. Chứ còn lớn hơn nữa thì chúng ta gần như sẽ thấy rằng là nó bé tí à. Đấy cũng là một điểm hạn chế. Em này có loa kép stereo các thứ này kia. Và tổng thể lại thì mình thấy rằng là đây là một cái chiếc laptop nhìn chung ấy là nó thiên hướng là văn phòng rồi, nên là nó rất là nhỏ gọn và nhẹ. Con này thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái phần trọng lượng khoảng là 1,28kg, gần 1,3kg, thì rõ ràng đây là một cái trọng lượng mà kể cả nam hay là nữ đều có thể là mang vác rất là dễ dàng. Dùng cái từ mang vác là nghe nó hơi nặng ấy, nhưng mà thực chất thì con này nó rất là nhẹ luôn. Mình có thể mang bằng một tay như thế này. Bản lề thì cũng có thể là mở được 180 độ đây. Đấy, rất là đầy đủ cho một cái chiếc laptop văn phòng như thế. Nếu mà xét về cái form thiết kế thì thật sự là mình rất thích cái form thiết kế này. Nó vô cùng trường các bạn à. Tuy nhiên thì cái bề mặt này nó hơi bị dễ bẩn một tí nha. Cái phần vỏ ngoài đây, các bạn chạm dấu vân tay vào thì nó sẽ in lên và nó hiện khá là khó, hơi khó vệ sinh một tí chứ không phải là khá là khó. À, thì nó cũng sẽ là một điểm mà giúp cho các bạn cân nhắc được trong quá trình mà lỡ đi gặp đối tác, gặp người đối diện ấy thì nên vệ sinh kỹ trước khi mà mang nó ra, chứ không thì thấy nó bẩn thì nó cũng hơi kỳ đúng không nào. Và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc ThinkBook K4 ITL này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.